Hoan hỉ đón chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Phong Thủy Sa Cát. Lời đầu tiên thay mặt biên tập của chương trình xin kính chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Và trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn những thông tin hữu ích về phong thủy, tử vi và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, có bao giờ bạn tự hỏi dù mình đã cố gắng cư xử rất hòa nhã, đúng mực, sống không để mất lòng ai hay chẳng phải làm điều gì xấu, nhưng vẫn vướng phải những thị phi với người khác hoặc những xui xẻo lặt vặt không đáng có hay không? Nếu việc này xảy ra một thời gian dài thì quả là không bình thường. Lúc này bạn có thể nên xem lại những vấn đề về phong thủy xung quanh mình, bởi nếu bạn thường xuyên gặp xui xẻo thì có thể do linh khí trong nhà không được tốt. Theo phong thủy, có những đồ vật mang điểm xui có thể gây ảnh hưởng đến ngôi nhà cũng như cuộc sống bên trong ngôi nhà của bạn. Vậy nên nếu nhà bạn đang có một hoặc một vài món đồ trong danh sách này, hãy tống tiễn chúng ngay đi lập tức để tình trạng xui xẻo, bị tán lộc sớm biến mất. Để biết đó là những vật dụng gì thì mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Thứ nhất là ví rách. Thông thường một chiếc ví dùng sang năm thứ tư là đã chẳng còn vận khí tốt và không đem lại may mắn cho gia chủ. Và bởi thế một chiếc ví rách thì chắc chắn sẽ có nhiều điểm xấu hơn. Theo phong thủy, nếu bạn đang sử dụng một chiếc ví tiền bị rách hoặc bị mòn thì tiền bạc sẽ rơi rớt dần từ chỗ rách của chiếc ví. Nguồn năng lượng tốt lành ban đầu nay đã dần biến mất theo sự xuống cấp của chiếc ví. Vì vậy, khi chiếc ví của bạn đã dùng được một thời gian dài thì tốt nhất nên thay đổi để giúp bản thân có thể tăng tài vận. Bạn cũng được khuyến cáo nên mua ví trong thời gian mùa xuân, khoảng từ giữa tháng 12 đến giữa tháng 2 âm lịch, để chiếc ví có thể luôn mang lại nguồn thu nhập dồi dào nhất cho gia chủ. Thứ hai là giày hỏng. Tương tự như ví rách, giày hỏng cũng là vật bạn nên tiễn đi sớm nếu không muốn tài vận dậm chân tại chỗ. Theo quan niệm của người xưa, giày cũ hỏng tượng trưng cho sự vất vả, nghèo khó. Trong phong thủy, giày cũ hỏng có thể mang theo ám khí, sẽ khiến chủ nhân hao tài, tán lộc. Còn theo thẩm mỹ, chúng ta nên vứt bỏ những đôi giày hỏng. Điểm đầu tiên là vì giày đã đi quá lâu, trông không đẹp. Nếu đi vào những dịp sang trọng, nó sẽ trừ điểm cho hình ảnh của chính chúng ta. Vì khi người khác nhìn thấy sẽ cho rằng bạn rất cẩu thả. Điểm thứ hai là đi giày rất dễ bị thối, thường là do vận động quá nhiều, nếu không để ý kỹ thì rất dễ để mùi hôi chân của bạn lộ ra ngoài. Vì trong giày có rất nhiều vi khuẩn và bụi bẩn, rất khó làm sạch nếu lâu ngày không mang. Vậy nên bạn cần thay ngay một đôi giày mới để mang lại nguồn năng lượng mới tích cực hơn, đồng thời loại bỏ ám khí có hại cho đường tài lộc. Thứ ba là đồng hồ chết. Trong phong thủy, những đồ vật đã hư hỏng rất không nên giữ lại trong nhà. Đồng hồ chết chính là một trường hợp điển hình. Vốn dĩ, đồng hồ tượng trưng cho sự sống, dòng chảy của sinh mệnh. Khi đồng hồ ngừng chạy sẽ mang hàm nghĩa của sự mất mát, tạo cảm giác tăng tóc, không có sự sống. Vì vậy, khi chiếc đồng hồ bạn đang sử dụng bỗng nhiên vỡ hỏng là một điểm báo vô cùng xấu. Đó là điểm báo về sự chết chóc, hàm ý tử thần có thể ghé qua nhà bạn bất cứ lúc nào. Khi hiện tượng này xảy ra, bạn là thành viên trong gia đình cần hết sức cảnh giác. Ngoài ra, việc lưu lại một chiếc đồng hồ chết hỏng vỡ trong nhà cũng là một điều tối kỵ. Theo phong thủy, nếu như có món đồ này, bạn cần loại bỏ chúng để tránh âm khí và xui xẻo vào nhà. Thứ tư là xương, đầu động vật hoang dã. Có không ít người chọn sừng hươu, tê giác, da báo, thậm chí là tượng đầu trâu, đầu ngựa để trang trí khu vực phòng khách, thể hiện sự quyền uy và sang trọng. Nhưng thực tế, các loại sừng, đầu, da động vật nếu là hàng thật, nghĩa là chúng được làm từ vật đã chết, tạo nên nguồn âm khí, gây ảnh hưởng đến môi trường sống của bạn. Còn nếu chúng là vật phẩm giả thì những hình ảnh đó gây nên cảm xúc tiêu cực, sợ hãi khi nhìn vào. Về mặt phong thủy, những vật này được coi là vật chứa tà khí và mang lại nhiều điều không tốt cho gia chủ. Vì vậy khi trang trí nhà cửa, gia chủ nên tránh bày những loại xương hay đầu động vật một cách tùy tiện. Thứ năm là gương vỡ. Trong phong thủy, gương chính là vật tâm linh, có tác dụng trừ tà. Từ xưa được quan niệm là gương phản chiếu lại linh hồn của chúng ta, vì vậy vô tình làm gương vỡ chính là điểm báo dành cho bạn. Với người Việt Nam thì đây là một điều rất kỵ vì nó sẽ mang đến một nguồn năng lượng xấu, làm cho tâm trạng bất an, lo âu và có thể ảnh hưởng đến khí vận của gia đình. Người ta tin rằng gương là một dụng cụ để trừ tà, khi ma quỷ nhìn vào trong gương sẽ thấy được hình thù dữ tợn của mình ở trong đó, mà khiếp sợ bỏ đi. Khi gương vỡ tức là ma quỷ đã phá vỡ được vật trừ tà, nên từ đó chúng sẽ lộng hành và mang đến những điều xui xẻo, bất hạnh cho con người. Ngoài ra, những mảnh gương vỡ rất nguy hiểm, cạnh của chúng rất sắc bén nên có thể gây ra thương tích nếu chạm phải. Vì vậy, ngoài yếu tố tâm linh thì trên thực tế không nên sử dụng gương vỡ, nứt hay để chúng ở lại trong nhà vì sẽ không an toàn. Thứ 6 là chậu cây cảnh có gai. Khi lựa chọn đặt cây cảnh trong nhà, bạn nên tránh các chậu cây có gai góc hoặc có hàm nghĩa không tốt về mặt phong thủy, là cuộc sống nhiều khó khăn trông gai như cây lô hội, xương rồng, cây nắp ấm. Đây là những loại cây không nên đặt trong phòng khách mà chỉ trồng ở ban công mới có ý nghĩa để xua đuổi tà khí ra ngoài, bởi những cây có gai sắc nhọn dễ cảm giác không an toàn, khó chịu khi để trên ban phòng khách, bàn làm việc khiến gia chủ miệng lưỡi sắc bén, dễ làm người khác phật ý. Hơn nữa, chúng còn mang theo nguồn năng lượng tiêu cực và kém may mắn, điều khiến cuộc sống của bạn rơi vào cảnh bấp bênh. Cuối cùng là đồ cổ không rõ nguồn gốc. Nhiều người hay bày đồ cổ trong nhà vì sở thích cá nhân, hoặc cũng có thể là họ nghe nói về tác dụng phong thủy của món đồ cổ đó. Tuy nhiên, dù bất cứ lý do gì thì ngay từ hôm nay bạn cũng không nên bày những vật này trong nhà, bởi các chuyên gia phong thủy đã lên tiếng cảnh báo. Đồ cổ đôi khi chính là vật dẫn rước sự xui xẻo vào nhà. Những đồ cổ không rõ nguồn gốc xuất xứ thường được gọi là đồ cổ, vật sát. Chúng mang đến trường khí xấu, âm khí cùng một lượng lớn vi khuẩn có hại, bởi hầu hết đồ cổ đều được chôn dưới những ngôi mộ, nghĩa địa trải qua rất nhiều đời chủ nhân. Đồ cổ thuộc tính âm, nếu bày quá nhiều trong nhà sẽ khiến cho trường khí suy giảm, vợ chồng, con cái bất hòa, ốm đau, chuyện không hay tự sinh ra. Thậm chí đo đạc thực tế bằng máy móc cũng cho thấy khu vực đặt quá nhiều đồ cổ sẽ khiến trường khí bị suy giảm, hoặc nghiêm trọng hơn là chuyển dần sang âm khí bạn nhé. Vâng, thưa quý vị, vậy thì trong nhà nên bài trí đồ vật như thế nào để đem lại nguồn năng lượng tích cực và tốt lành cho gia chủ? Sau đây chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị một số đồ vật phong thủy chắc chắn cần có trong nhà. 1. Thứ nhất là cóc ba chân ngậm tiền vàng. Cóc ba chân ngậm tiền vàng hay còn được gọi là thiềm thư là một trong những vật phẩm phong thủy luôn được ưu ái đặt trong nhà. Thiềm thư giúp hóa giải hung thành cát, xua đuổi các vật xấu về tiền tài cho gia chủ. Chủ nhân có thể đặt đồ phong thủy này trên bàn làm việc, bàn lễ tân, bàn thờ thổ địa hay quầy thu ngân của công ty để thu hút vượng khí. 2. Đó là thuyền buồm phong thủy. Đồ phong thủy trong nhà như thuyền buồm mang ý nghĩa tích cực, thuận buồm xuôi gió như đại diện cho sự thân hòa của thiên thời địa lợi, sự thăng tiến và hanh thông trong công việc, sự nghiệp và học hành, đem đến nguồn năng lượng và tinh thần tích cực cho gia chủ, để kiên trì và bền bỉ trước mọi sóng gió, nhanh chóng đạt được thành công. Đặc biệt với những ai thường phải đi làm ăn xa, di chuyển nhiều, gia chủ nên đặt sao cho thuyền nghiêng một góc 60 độ hoặc vuông góc với cửa chính, cửa sổ. Nếu bạn đặt hai mô hình này thì nên tránh để cả hai mũi thuyền hướng vào nhau, bởi điều đó sẽ khiến gia đình chia rẽ, rạn nứt. Ngoài ra, gia chủ cũng có thể lấy tiền xu để đổ vào thuyền, cầu mong tài lộc. Thứ ba, đó là chậu cây cảnh. Việc trồng cây cảnh trong nhà không chỉ để trang trí, làm sạch không khí mà nhiều loại cây còn đem đến giá trị phong thủy cao. Gia chủ nên chọn lựa cây phù hợp với bản mệnh và tuổi để xem đến vận khí tốt. Dưới cây là các loại cây phong thủy có ý nghĩa tích cực. Cây phú quý kết hợp với phong thủy phòng khách đem lại sự sung túc về tiền của và công danh cho gia chủ. Cây phát tài biểu tượng cho sự may mắn và thuận lợi trong công việc. Cây lưỡi hổ, trong phong thủy, cây lưỡi hổ có ý nghĩa hóa giải hung thành cát, xua đuổi điểm xấu. Ngoài ra còn một số vật phong thủy mang ý nghĩa tốt lành khác mà quý vị có thể tham khảo thêm như bách niên tụ tài, tỳ hưu chiêu tài, tỳ hưu lộc tài. Trên đây là các thông tin những đồ dùng mang điểm xui không nên đặt vào nhà cùng những gợi ý về vật phẩm phong thủy giúp thu hút tài lộc. Hy vọng là sẽ giúp quý vị có được lựa chọn phù hợp nhất trong việc trang trí căn nhà của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quý vị đừng quên like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hay nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!